công máy MTK này sẽ làm MTK đưa máy về chế độ đo nước mốt. Nhưng mà sao xong luôn, con máy này là con M02. Quá trình hoạt tập nhé. Tút này thì nó rất nhiều chức năng, ở trong đấy thì cái chức năng Android với người Samsung của nó thì rất chi là hot, đặc biệt là nhiều các tút sinh ra từ nó, chức năng flash hay là chức năng các chức năng khác đều ok. Chủ yếu anh tút cái tút này bởi vì nó còn nhiều thêm nhiều các chức năng khác thì mới đầu mình mua mình cũng ngợp thật đấy, bởi vì cái chức năng của nó công nhận nhiều. Đấy, sang MTK này cũng chức năng nhiều, nhưng mà mình nhìn qua nhìn lại thì nó cũng có từng đấy chức năng thôi. Anh em mà làm qua tốt rồi thì tốt nào cũng làm ok hết, không có gì cập nhật, nó cũng na ná nhau cả. Nhưng phải nói là những cái chức năng của nó, ví dụ như mấy cái con Android Samsung thì công nhận là ok đấy. Còn iPhone nó có hết cả, cái này vẫn là iPhone của nó có đủ hết chức năng giống nhau hết anh em ạ. Đây Servo 9, cái này là FMI thì anh em biết rồi. Đây, đây là chức năng RAM đấy, cũng đầy đủ hết các chức năng nhé, không phải là không có chức năng đâu. Đấy, chức năng là cái tút này bản thân của nó, cái tút ấy là nó có từ lâu rồi mà anh em giờ mới biết, thì mình cũng qua những video giới thiệu dần dần cho anh em thôi, chứ còn cái tút này này nó có cả năm rồi nhé, không phải là dạng tút mới nữa. Ở Việt Nam mình bây giờ mình mới bán ra là cũng ít người biết đến. Mình sử dụng mình thấy ok, giờ mình thấy làm mấy con Xiaomi hay Flash Flip hay là mấy cái con mấy MTK thì chắc là làm thì khá nhiều rồi, thế ok đấy anh em, máy tít xài trải nghiệm kiếm tiền, không phải là trải nghiệm nữa mà bây giờ là kiếm tiền. Ồ, máy vào bên trong nhá, về quá trình hoàn tất nhá, các anh em thành công nhá. Cái máy tít thì cứ liên hệ với mình nhá, này tít khoảng 5 phút là có tài khoản dùng luôn.